đó đó này này chắc cũng đã ký à, này cỡ 7-8 lạng à, đang bung đã rồi hết hả? Hey. Ôi, chà, 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 chà. Anh cho mày lên tivi luôn á. Kết thúc thăm 7 rồi, về nhà nào cũng quay tiếp nè. Thăm chục cuối nha. Trời ơi. Ăn ở sao mà bị bò dí nè bà con. Nên đặt bò, ở đặt chuột chứ phải đặt bò đó kỳ. Rồi, đầu ngày mới xin chúc ông bà cô chú anh chị nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe nha. Thì hôm nay tiếp tục đi thăm mấy chuột với anh Hoàng ngoài cánh đồng này. Rồi, giới thiệu anh Hoàng, cánh đồng này ở đâu vậy? Là đầu mới cánh đồng, hôm nay hai anh em, anh với anh Lận, em với anh Lận đi thăm mấy chuột ở cánh đồng xã Đức Hòa Đông, ấp 5. Thì một ngày mới kính chúc cô chú anh chị trên mọi miền đất nước được dồi dào sức khỏe, một buổi sáng vui vẻ, làm ăn trong cuộc sống. Được đạt hết. Mình bây giờ bắt đầu mình với em Lận đi thăm bảy. Dạ. Rồi xin mời bà cô chú cùng đi trải nghiệm thăm bảy với anh em con cho vui nha. Cái nồng sáng ra màu xương ướt nhẹp. Rồi, đây, con cái màu cô chú ơi, đi chợ bữa nay nè. Nước quá trời, nước này nước nổi quá cô chú ơi. Chỗ có một cái, hai cái không? Này cái đường nước người ta đặt cái gì đó? Người ta cho nó vui, đi trải nghiệm cho nó vui chứ còn không có chỗ đặt một chỗ được cô chú ơi. Nước nhiều quá nên chỗ đặt rất là hiếm, đi phải đi xa đi nhiều. Khè cái khè chắc khè rồi nè, khè 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 nè cô chú. Đó chú ơi, đó đã trải nghiệm anh này cô chú. Con cái một được đầu tiên, cái đầu tiên, cái đầu tiên là đi lượm kèo không, cái đầu tiên là lượm kèo ra hôm qua, nhưng mà cái đam mê cô chú ơi. Đó đã đã ở nhà chịu không có nổi, phê quá anh. Thấy con cái ghê, thấy anh nằm một cục chà bá lửa là thấy phê rồi. Vậy là đây con cái thôi hả? Con cái à, mình đi bên kia này chắc có mấy cái ao đó anh ta nuôi gần gần đây, nhưng mà mình chuyển chỗ cái dạ yeah. Rồi thôi đi qua bên kia quay tiếp cho ông bà cô chú xem nha. Rồi tới khu này được mấy cái đó anh? Hai cái. Cái đồng lúa này đẹp quá nè. Này hả? Cặp tuần này hả? Vẫn, vẫn, vẫn. Về trời. Thấy không? Thấy không? Luôn đi. Đó, nó nhích, nhích, nhích. Có nhích, nhích rồi. Nhích không? Nhích, nhích. Không thấy cái lụm. Nhích tới bên kia kìa. Có cái lụm này hả? Ờ. Lụm này nhích, nhích. Lụm nhích, nhích không? Có nhích, nhích bên kia. Ở này không một hả? Bật rồi cô chú. Cái đường nước. Cái nó là không phải là ổ chúa đó. Ghê vậy? Ờ, cái lỗ là bự vô trên vịnh Tây Ninh. Đâu nữa? Đây hả? Ăn cái hay, ăn cái hay ghê quá. Bởi vì kêu em đi đặt gắn, thôi thôi khỏi đi. Nhẹ cái đi. Nè không? Nè, chụp hả? Cho nó bật mà không thấy gì. Thôi cô. Trời vô, anh lúa. Lúa, vàng chảy. Chảy, chính là nào mình lụm cái đó. Quá đã, quá đã, quá đã. Thôi, kết thúc khu này hai cái mà cô chú ơi. Mấy anh cậu, anh sủa dữ quá. Rồi, ở đây có được thêm một cái không mà cô chú ơi. Giờ đặt chuột khó khăn vậy đó. Phải tìm, tòi. Dâu rồi đâu cơ. Chụp không? Đó. Trời. Không, không dính này. Chịu khè. Chịu khè. Rồi thì có hai cái mà cô chú ơi. Giờ mùa lũ lên là phải lên gò kiếm chỗ khúm khúm để đặt được một cái hai cái à. Để đặt chuột mùa lũ là cực. Không phải như chuột kia ha. Nghe cái ơi. Nó đã buồn rồi. Rồi. Nó không chạy. Không chạy luôn hả? Chú ơi.
Trời ơi, nó im quá mà chị chạy của chú ơi. Đúng rồi, không có lầm này. Còn cái nữa. Cái này chạy đi cắm câu được. Mới khai trương đầu tiên đã quá hả? Có vậy mình nó mốt chút kinh nghiệm. Cái đầu chương mình tặc thì nó mới... Ở chỗ này đi vặt đặt cá đã. Cá cắm câu. Chăn lưới. Hè. Nãy giờ im quá mà. Hè, hè. Nó à? Nhỏ. Cũng được rồi, ngày cũng bự rồi. Này là được tuổi ngày hút tuổi đi bộ đội rồi. Rồi chứ. Rồi, đó một chút. Đó. Rồi, giờ phải đặt hai cái à. Này có hai cái anh. Rồi. Đi tới khu khác quay tiếp cho bạn của chú xem nha. Lên cái bạn chú à. Gì? Mấy chuột hay mấy cá vậy? Ôi, sao sạch nó không vô vậy trời. Để chở cái đường đi. Cái gì vậy? Cái của chú ơi. Mấy cái bẫy này sao? Ví dụ như có tình trạng này quá ta. Nhận chuột con lặn y như người ta. Nè. Mày dính không? Chọc mà dính chuột lúa. Đấy, lúa cũng được. Rồi. Hai em dính một em, hai cái dính một em rồi hết à? Đâu nữa? Rồi thầy tiếp tục có con cái nữa. Nguyên tượng này là người ta xây khu nhà mộ không bà ơi? Đó. Mộ cây sườn cao lên tới này có 3 mét à? Rồi. Khẽ không khe luôn hả? Rồi khu này hết rồi ông bà của chú ơi, hết rồi, qua khu khác ra quay tiếp ông bà của chú xem nha. Rồi tiếp tục khu này đặt tới 11 cái anh, hy vọng 11 cái này dính nhiêu cũng được á, không nói trước. Có dính là được rồi. Hôm nay là đặt trời mưa cũng như là thí chốt rồi. Tí chốt qua sông bắt được con nào bắt. Ồ, nó không. Cỏ này. Cỏ mía hả? Cỏ này mình muốn đặt đâu ta? Khe coi. Đó, đó, đó. Ồ, vô cái đầu. Đó. Một em đầu tiên. Ước kìa. Ước thì sao đặt. Ước qua bờ đây khô hả? Ừ, bờ đây khô. Khè luôn rồi anh ơi. Nghe tiếng à? Không khè. Ơi. Con gì nó chạy ngang cái bẫy. Giúp mình nè. Hai em. Trả lại chứ 30 rồi được. Một clip nó đi chợ ra chợ vô người ta cũng gọi mình đi được. Hai em được mà hai cái được một em. Hai cái được em về đạt rồi. Dữ rồi. Rồi. Tiếp tục. Một câu. Một câu đậu dây điện. Tiếp tục có hai anh. Hy vọng hé tịt ngồi bên kia gạt chút bên kia. Ôi, nó chạy đó, chuột cống chạy bến sao giờ này nó còn chạy ra khỏi hang ta. Đây con cái không à? Có làm dấu không? Bên đây có cỏ nó cắn cỏ quá trời luôn nè.
Hút trong này hả? Rồi, hai cái phọc luôn. Ha. Lụm không? Lụm mà cái anh gì mà cỏ không vậy? Nết hả? Chục cơm, chục lúa. Lúa. Trời đất ơi, anh vô nào mà anh làm nguyên cái nhà luôn. Anh tính định cư đây luôn hả? Tính định cư đây luôn sao? Đợi cái nào bà cô chú ơi. Rồi, hai cái gút hả? Khe. Khe nè, anh khe nè, cống nè. Cống nè. Cống nè. Nó, cống vỗ gạt. Thấy ghê mới được chứ. Rồi, đâu còn không? Hả, hai cái rồi tới lít khác. Khe không? Rồi, đang thui anh ơi. Đâu, chỗ nào đâu, đang thui. Có thấy gì đâu. Hai cái gút. Thì anh em thiệt mà nói cho hên quá vậy. Ừ, trời này. Nó chơi mình dính thiệt nó đã. Rồi, gắn đi, gắn đi, cố gắng vậy đi. Cố gắng đều đều vậy đi. Chơi mà đang thiệt. Cũng ra mình phải chuột này nhiều chứ bọn. Nhiều hơn mấy kinh kia nhiều luôn á. Thấy không? Không sao. Còn mấy cái nữa? Ba cái nữa. Mất đi thì nó ra hả? Hay nhảy qua luôn đi. Mương nhỏ mà. Được. Mương xíu hả? Rồi, thằng nhỏ. Trời. Cái vụ luôn. Ở đâu rồi? Ở trong này có không? Này. Rồi, 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 dính rồi, đem khui rồi. Thấy rồi. Lâu lâu hên được cái chúng nó bậy chúng bạ cái ăn quen ăn được ăn hoài. Cái này thấy thiệt nè. Hả? Cái này. Cống. Cống. Cống con. Con. Đó là con cống. Chạy cũng được đấy. Có là mừng rồi. Làm như bờ nó khu chia ra bờ con mỗi đứa ăn nền anh ơi. Rồi, hôm nay có ba cái một chú, bà chú ơi. Chạy ngoài. Rồi. Rồi. Rồi, cho em vô vỏ. Đây, đầy hai cái nữa không bà cô chú ơi. Không vô hả? Cái đường đi nó im. Đường mình nó vô không, cái đó mình nó không vô mà trở lại cái đó nó vô mà cái này nó không vô. Rồi, đây con cá không bà cô chú ơi. Hy vọng nó khè nha. Khè không ạ? Khè à. Khè không? Đó, đó. Đó. Đạt chất lượng. Ủa cái chỗ này giống hồi lần hả mình đi anh? À, hàng chi em nhớ cái đường đó vô. Nhìn cái bờ đó ngay góc hai cái trụ điện đó. Đây, đây. Đây đường đổ đá hết rồi chị. Im ha, đường nào cũng đổ đá hết ra cái cũng có mục đích. Rồi, bạn mời cô chú cái này sửa màu tím à. Quá đẹp, quá đẹp. Đây, một cánh đồng, một rừng lúa. Có một cái hả anh? Rồi em đứng ngoài này luôn đi. Đó, đó. Này chắc cũng đã ký à. Này cỡ 7 8 lạng à. Đang mùng. Đã, rồi, hết hả? Hết việc nạn bà ơi. Tết đi qua khu khác quay tiếp nha. Ở đây ngay chỗ này là điểm cũ không bật cô chú à. Này ghé thăm có anh nào có anh nào tiếp đón không? Hy vọng là hai anh thôi, đừng nhiều. Đặt hai cái trong giờ, trong chờ hai anh thôi. Giờ nó lạc đâu cũng hết biết rồi. Mưa quá rồi nó quán luôn. Đây,
ngay cái gốc khẽ rồi. Mấy anh chắc không trở ra đây rồi, mấy anh chắc mấy anh đi vắng nhà rồi, qua luôn hả? Vô hả? Rồi tập hết anh. Rồi, tiếp tục đây có một cái hả ông bà cô chú ạ? Hè luôn đi. Hè không? Ba cái này dán đoạn rồi cô chú ơi. Đây, khu này có được mấy cái anh? Hè. Không thè thì thôi. Thôi. Cái lỗ ngon. Thấy chưa, có bụi mía nè kìa, nó chục cơm, chục cơm rồi, khắp khắp đó, chục cơm rồi. Quá ngoài này đây, cánh đồng lúa mà sao dính chục cơm nữa. Lúa phải dính chục lúa chứ, cánh đồng lúa mà sao vô lúa hả? Dạ gì vậy, kỹ mại. Làm như mấy quẩy mới này làm nó mất linh sao? Cái đề le này sẽ phi vậy đó. Làm như vô chưa ra được anh ơi. Có đề le lại mới được. Nó còn lông luôn, để coi. Phải không? Không sâu. Cái đề le này bứt thiệt chứ. Để sửa cái đề le này lại. Cái đường đi láng hơn. Rồi, còn một cái nữa không bà cô chú ơi. Đủ ơi, khè cả trời. Còn thà gì không sụp thì thâu đi chứ con. Rồi hết rồi. Đó vàng vòng bà con. Từ từ đó em. Cái này bảo đảm anh nó nằm một đống đen thui nè. Khè. Rồi, kết thúc thăm bảy rồi, về nhà nào cũng quay tiếp nè. Thăm chùm chuối ha. Rồi trời. Ăn ngã sao mà bị bò dí nè bà con. Nên đặt bò, ở đặt chuột chứ phải đặt bò lắm mà kỳ vậy. Ơi ơi. Bò, bò được sừng ghê. Ủa, ăn bò cái không chứ? Rồi, anh em con cũng về tới nhà ăn bò của chú ơi. Đó, giờ em lấy ra. Lấy ra tổng kết cho được bao nhiêu con chuột cống, bao nhiêu con chuột cơm nha. Hơi xa xa cái tiếng kêu nó cũng nguy hiểm lắm mà mới hàng kia nó cũng mới bị rồi. Tổng kết được bao nhiêu con? 2, 4, 6, 8, 10. Rồi để cần thử rồi được bao nhiêu ngang bà con chú, cân ít thôi, cân lần 2-3 cái vậy đó. Cái cân là mấy ký? 5 ký. Ủa 5 ký cân thoải mái, cân lần 4 gặp được rồi. Ở nó chắc lên rồi, 4 con bự đi. Thêm nữa đi em đi. Đấy. 3 ký. Ơi. 3 ký, 2 ký. 2 ký 8. 2 ký 8 bỏ gần ký còn 1 ký 8. Rồi còn 1 ký 8. 4 con ký 8. 4 con này 1 ký 8. Rồi 4 con bự nữa rồi. Thôi được rồi, trước sau gì nước sau gì cũng vô đây rồi, có giải cũng có thoát được đâu. Ông con ký 8 rồi ông bà. Này 3 ký. 3 ký đúng luôn. Còn 2 ký. 3 ký còn 2 ký. 3 ký 8. 3 ký còn 2 ký là 3 ký 8. 3 ký 8 được như con là 2, 4, 6, 8 con. Không con. Bình quân con chưa được 5 lạng. 3 ký 8 mà hả? 3 ký 8. Chục lúa luôn. Cái này 3 ký 2. 3 ký 2 à? 3 ký 2. 3 ký 2 còn 2 ký 2. 3 ký 2 còn 2 ký 2. 2 với 3 ký 8. Là nó 6 ký. 6 ký 8. Không. 6 ký. 6 ký đúng.
Ồ, nay vô. Này được 6 kg này là ủa, đâu bằng bữa hổm 10 13 anh kia hả? Không bằng. 13 anh kia bữa hổm cũng 6 kg 9. Ngày được 6 kg bào chú ơi. Rồi, nói chung là bữa nay đi đặt cây mưa mà cuối cùng thu về kết quả cũng cũng được, cũng đạt. Rồi. Cái này đặt trời mưa mà thu về kết quả vậy là ok ha anh. Trời mưa đó chứ không mưa cũng mạnh lắm á. Rồi, bây giờ để cũng kết thúc video đây bà cô chú. Cảm ơn bà cô chú đã xem video nha. Bà cô chú xem video thấy bẫy chuột này hay, vui, đó, thú vị. Cho hai anh em con xin một like nha. Một lượt đăng ký kênh và chia sẻ đến nhiều người cùng xem. Rồi, chào cả nhà luôn bà. Thôi, cũng chào cả nhà. Kính chúc cô chú, anh chị trên mọi miền đất nước. Với cảm ơn hai chồng anh chị Thu Hà. Dạ. Với mấy anh em chị em dưới quê. Hôm nay anh em đi bẫy chuột về là đến đây đã kết thúc rồi. Dạ. Thôi như mình cũng xin chào và tạm biệt. Lại lần sau. Dạ. Bác hết nha. Dạ. Rồi, con xin chào ông bà cô chú. Hẹn ông bà cô chú những video tiếp theo nha.